Ngày 20 tháng 10, ngày tôn vinh và yêu thương người phụ nữ Việt Nam. Nếu ngày 8 tháng 3 được chọn là ngày phụ nữ trên toàn thế giới, thì ở Việt Nam, ngày 20 tháng 10 được xem là dịp kỷ niệm tôn vinh và trao tặng những tình yêu thương đặc biệt dành cho người phụ nữ Việt Nam ở trong và ngoài nước. Năm 2023 là dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 1930, 20 tháng 10 2023. Đồng thời cũng tròn 13 năm được Ban Bí thư công nhận là ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 2010, 20 tháng 10 2023. Qua đó thấy được sự coi trọng của Đảng và toàn xã hội với vai trò đóng góp quan trọng của người phụ nữ Việt Nam. Cụ thể trong cương lĩnh đầu tiên của Đảng, nam nữ bình quyền vào ngày 3 tháng 2 1930, Đảng đã sớm nhận rõ phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ Đảng phải giải phóng phụ nữ gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Đảng đặt ra phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng, công hội, nông hội và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng. Phụ nữ Việt Nam dù trong thời chiến hay thời bình vẫn là những người yêu nước, có trí tuệ, sức khỏe, năng lượng sáng tạo và duyên dáng. Chúng ta có thể kể đến một số nữ anh hùng dân tộc của Việt Nam như Hai Bà Trưng, Lê Chân, Bà Triệu, Công Chúa Huyền Trân, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Úc, v.v. Trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước, phụ nữ Việt Nam đã và đang khẳng định vị trí của mình trong xã hội hiện đại. Minh chứng là việc những người phụ nữ đã tham gia và nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền như Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, v.v. Hay các nữ doanh nhân đã thành công, đóng góp rất nhiều vào nền kinh tế của Việt Nam như nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng Giám đốc của Vietjet Air, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị Ngân hàng HD Bank, nữ doanh nhân Mai Kiều Liên, Thuyền trưởng của Vinamilk, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Nga, Chủ tập đoàn BRG, v.v. 8 chữ vàng, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang do Chủ tịch Hồ Chí Minh dành tặng cho phụ nữ Việt Nam đã và đang được giữ gìn và phát huy hơn nữa trong giai đoạn phát triển kinh tế xã hội đất nước. Nhân dịp đặc biệt này, chúng ta hãy cùng tôn vinh những người phụ nữ, tôn vinh tất cả sự hy sinh thầm lặng của họ, vì họ đã góp phần chung tay xây dựng gia đình ấm êm, hạnh phúc, góp công sức vào việc xây dựng và phát triển đất nước. Và đừng quên người phụ nữ luôn bên cạnh chúng ta trong mọi hoàn cảnh, dù có khó khăn hay thành công, đó là mẹ. Hãy bày tỏ yêu thương và lòng biết ơn với mẹ vào ngày đặc biệt này ngay các bạn nha.